cho một xu nha. Đó. Có 40 lỗ đây. Nếu các bạn mà đặt ra thẳng quá cần phải có cái bàn làm việc như này đấy, cứ plong được thả vai nó có lỗ hết rồi, nhưng mà khi mà mình không có chúc hai cái đầu nó vào nhau thì là các bạn không làm được đâu. Đó, ta sẽ ra xe giờ cuốc lưu bồ, đây chính là cái ghế mà cho cái văn phòng mình làm việc đây các bạn, cái phần mình làm việc đây gọi là chaise du bureau, và comme ça. Et maintenant utiliser ça, cần phải cần phải sử dụng cái này, ok. Et voilà, voilà petit peu. Mới đầu các bạn đừng có siết chặt nha các bạn, để chốc nữa rồi mới vừa contrôler et complètement. Voilà, c'est bien pour le dos. Attention, si vous tournez pas les deux pieds comme ça, c'est vers, regarde tout près de l'autre. C'est bien pour les quatre trous. Si vous faites tout droit, ça marche pas, ok. Et maintenant, les autres côtés, je vais vider. Cái này bây giờ mình sẽ vider cái phần này. Attention, c'est tombé. Voilà. Et voilà, voilà, voilà. Quand dans la maison, il n'a pas d'ordre, il faut tout faire, ok. Il faut tout faire. Quand on est célibataire. Ah, c'est toujours tombé. Je suis seule, je suis triste, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de musique. Et maintenant c'est les pieds. Et các bạn nhìn thấy nó có ba cái, một hai ba này, ok. Et các bạn đặt cho đúng vào cho cái giò giữa trước nhá. Au milieu, il faut vider petit à petit. Et voilà, voilà, comme ça. Et je vais chercher les autres vides, ok. Et c'est le deuxième pied. 1, 2, 3, chúng ta có 3 cái lỗ tương đương. Ta sẽ viết D cái au milieu tout d'abord. Viết D. Voilà, la vis au milieu. Voilà, et c'est fait. Voilà, các bạn thấy. Tout d'abord, il faut mettre petit à petit, đừng có viết ra D complètement, faut pas de définitive, parce que il faut se tourner pour les autres trous. Voilà, maintenant c'est bon, viết D complètement. Bây giờ thì các bạn có thể viết D complètement. Voilà, je vais faire les autres. Voilà, comme ça. Au milieu thì đã làm được rồi các bạn nhé. Voilà, voilà, voilà. Cho đúng vào cái lỗ. Cho đúng vào cái lỗ thì mới quay được nhé các bạn. Đường này đúng vào cái lỗ đấy, bên này đúng rồi đấy, bên kia chưa đúng. Voilà. Petit à petit, tức là làm nó từ từ thôi. Đừng nó bị đi nó quá chặt. Rồi khi bên này mình chưa tìm thấy đúng cái lỗ của nó. Hello. Voilà, voilà, faut pas faire tomber. C'est fait. Voilà. Maintenant, vous allez voir le résultat.